Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng sự kiện Unpacked 2020 của Samsung đã chính thức được diễn ra vào lúc 21 giờ tối ngày 5 tháng 8 theo giờ Việt Nam, với rất nhiều những sản phẩm mới nổi bật được ra mắt. Chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ cho những tín đồ công nghệ. Dành cho những ai chưa xem được sự kiện vào tối qua thì ngay sau đây mình sẽ tổng hợp lại những sản phẩm đã được Samsung ra mắt trong sự kiện vừa qua nhé. Sản phẩm đầu tiên được hãng giới thiệu là cái tên nổi bật nhất và đồng thời là sản phẩm chủ đạo trong buổi ra mắt. Đó chính là Samsung Galaxy Note 20 series, bao gồm Samsung Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra. Máy mang một phong cách thiết kế vuông vức đặc trưng của dòng Galaxy Note. Màu sắc chủ đạo của dòng máy lần này là một màu vàng đồng rất lạ mắt và nổi bật. Nổi bật phía sau mặt lưng là cụm camera hình chữ nhật tương tự như dòng S20 series, nhưng này được làm vuông vức hơn để đồng bộ với thiết kế chung của dòng Note. Trong đó, chiếc Note 20 Ultra có cụm camera to đồ sộ nhất trong mùa 2. Phía trước, Samsung Galaxy Note 20 sử dụng màn hình phẳng với phần viền siêu mẫu, trong khi đó Galaxy Note 20 Ultra có màn hình cong. Kích thước màn hình lần lượt là 6.7 inch độ phân giải Full HD Plus với Note 20 và 6.9 inch độ phân giải Quad HD Plus với Note 20 Ultra, cùng với đó là tần số quét màn hình lên đến 120Hz, chắc chắn mang đến một trải nghiệm trên màn hình tuyệt vời nhất cho người dùng. Bút S Pen đi kèm với máy được bố trí ở vị trí bên trái thay vì là bên phải như mọi khi và có độ nhạy cao so với S Pen trên Note 10. S Pen mới còn được sử dụng AI để tăng cường độ chính xác khi vẽ bằng bút. Bên cạnh đó, bút được bổ sung thêm một số tác vụ điều khiển đa nhiệm từ xa, chụp màn hình từ xa và đặc biệt S Pen kết hợp cùng với Galaxy Note của Samsung chắc chắn sẽ mang đến khả năng take note cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Người dùng giờ đây có thể ghi âm ngay trong ứng dụng Galaxy Note và đính kèm vào file note của mình. Về thông số camera, nếu chiếc S20 Ultra nổi bật với camera zoom 100x thì giờ dòng Note đã không còn tính năng này nữa. Thay vào đó, chiếc Note 20 Ultra được trang bị cảm biến chính 108MP, ống kính tele 12MP với khả năng zoom quang học 5x, zoom kỹ thuật số 50x. Note 20 có thông số khiêm tốn hơn đôi chút với camera góc rộng 12MP, camera góc siêu rộng 12MP, camera tele 64MP với khả năng zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số 30x. Về cấu hình, bộ ba được trang bị chip xử lý tương đồng là con chip Exynos 990. Note 20 đi kèm với 8GB và 256GB bộ nhớ trong. Note 20 Ultra được trang bị 12GB và hai tùy chọn 256 hoặc 512GB. Note 20 có viền pin là 4300mAh, trong khi đó Note 20 Ultra có viền pin lớn hơn 4500mAh. Tất cả đều được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W, sạc nhanh không dây 15W và có thể sạc ngược không dây 9W. Cùng với sự ra mắt của bộ ba Note 20, Samsung chính thức trình làng chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2 với nhiều cải tiến từ ngoài vào trong. Galaxy Z Fold 2 có cơ chế gập dọc giống như thế hệ Galaxy Fold, nhưng ngoại hình bên ngoài đã được trau chuốt hơn. Màn hình bên trong có kích thước lớn 7.6 inch tần số quét là 120Hz và màn hình bên ngoài được mở rộng hơn so với thế hệ trước với kích thước là 6.2 inch. Ở mặt lưng, Galaxy Z Fold 2 mang trên mình hệ thống 3 camera đặt dọc, bao gồm cảm biến chính 64MP, camera tele 12MP và camera góc siêu rộng 16MP. Ngoài ra, nó cũng có camera 10MP được đặt trong nút ruồi ở mặt trước để chụp ảnh selfie. Cấu hình của máy bao gồm con chip Snapdragon 865+, 12GB và 256GB. Máy có viền pin 4500mAh cùng công nghệ sạc nhanh không dây 15W, sạc ngược không dây 9W. Galaxy Buds Lite là thiết bị tai nghe không dây có thiết kế vô cùng độc đáo. Nó có hình dáng như là hai hạt đậu trên tay. Ngoài ngoại hình khác lạ, Galaxy Buds Lite còn được Samsung trang bị những công nghệ mới như là công nghệ chống ồn chủ động NAC, mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn cho người dùng. Galaxy Buds Lite cũng được thiết kế để có độ bám tai nhiều hơn so với hai thế hệ trước đây. Sản phẩm có 3 tùy chọn màu sắc là đen, trắng và vàng đồng. Galaxy Watch 3 là phụ kiện tiếp theo được giới thiệu tại sự kiện Unpacked lần này. Thiết bị có phần viền bezel mỏng hơn, dẫn đến tỷ lệ hiển thị màn hình lớn hơn, cùng với đó là hàng loạt những sự thay đổi về nút bấm, khung xoay. Galaxy Watch 3 có hai kích cỡ màn hình là 41mm và 45mm. Thiết bị này có khả năng đo huyết áp, đo điện tâm đồ, ngoài tính năng đo nhịp tim. Phần mềm theo dõi sức khỏe được nâng cấp với tính năng theo dõi giấc ngủ và tăng thêm chi tiết cho các số liệu theo dõi bước chạy, tập luyện. Bộ đôi Galaxy Tab S7 và Tab S7 Lite cũng được giới thiệu trong sự kiện lần này. Máy có thiết kế vuông vức như những thế hệ trước đây, đi kèm với một số thay đổi nhỏ, ví dụ như khu vực dán bút ngay phía dưới cụm camera.
Galaxy Tab S7 bản tiêu chuẩn sẽ có màn hình kích thước là 11 inch, sử dụng tấm nền LTPS LCD với độ phân giải là 2560x1600. Trong khi đó, phiên bản Plus sẽ có màn hình là 12.4 inch, lớn hơn với tấm nền AMOLED, độ phân giải là 2800x1752 pixel. Màn hình của hai máy đều có tần số quét là 120Hz, kèm với bút S Pen có độ trễ thấp chỉ 9mm. Về mặt cấu hình, Galaxy Tab S7 và S7 Plus sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại với con chip Snapdragon 865+, RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ 128GB. Viên pin của Galaxy Tab S7 là 8.000 mAh, trong khi đó của Tab S7 Plus là 10.090 mAh. Cả hai đều có chung thông số camera là 13 MP và 5 MP ở mặt lưng và một camera selfie 8 MP ở mặt trước. Bộ đôi này cũng được tích hợp công nghệ DES không dây, cho phép người dùng sử dụng giao diện DES trên máy tính mà không cần đến dây cáp. Bộ đôi này được nhấn mạnh ở khả năng làm việc đa nhiệm, với sự hỗ trợ từ bút S Pen và các ứng dụng Microsoft được tích hợp sâu, đồng bộ xuyên suốt trên thiết bị. Và đó là tất cả những thiết bị được giới thiệu trong sự kiện Unpacked của Samsung vừa qua. Bạn ấn tượng với thiết bị nào nhất? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé!